Hello, Vicky xin kính chào các cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay thì Vicky đi Lowe's, trên đường về ghé cái tiệm này thì mình vô tình mình thấy họ bán cái cây kiwi. Kiwi này là chịu được mùa lạnh đó cô chú. Cái cây kiwi này nó kia đây là cái tên của nó. Là trái kiwi này nó nhỏ xíu giống như là trái nho và ăn nó có cái vị rất là thơm giống như là ăn cái gì ta? Để nhớ coi, nó thơm, nó y như kiwi nhưng mà nó không có giống như cái hình trái này cho cô chú, nó nhỏ xíu à. Để nhớ cái hương vị như thế nào, ăn là cứ ăn hoài, muốn ăn hoài luôn, ngon lắm cô chú ơi. Thường thường á mấy cái cây này họ bán trên mạng tới 20-30 đồng mà cây nhỏ xíu à, mà lần đầu tiên mình thấy trong lô bán cái chậu này là 14 đồng, thì kỳ này với kỳ sẽ mua về trồng thử hai chậu. Đây là hàng mới về hôm nay luôn, mình thấy ở trên đây còn y nguyên à, chưa có ai mua, thì mình sẽ lựa ra hai chậu cây nào mà nó khỏe gốc to mình sẽ đem về nuôi. Có gì mình sẽ với Vicky bỏ cái hình lên á, trái kiwi nhỏ cho cô chú xem với các bạn xem nha. Rất là vui thì kiếm được cái cây này, không biết trồng bao lâu sẽ có trái nhưng mà cứ trồng thử không sao. Trên đây thì họ có bán cây blueberry, blackberry với lại nho. Để mình sẽ quay gần cái tên cho cô chú xem, Katha Katha bà gì đó. Bên đây thì họ lại có bán thêm raspberry và cây fig màu tím đó cô chú. Cây này họ bán rẻ thì có chứ 14 đồng. Cái fig màu tím, cây này ngọt lắm cô chú ơi, mà cái gốc của nó cũng ok lắm á, khỏe. Ở trên kia mình thấy cây đu đủ, quá chừng đu đủ luôn cô chú ơi. Đi xuống dưới thì mình thấy cũng có nhiều nữa. Ở trong đây mình thấy có bông giấy cẩm thạch cô chú, đẹp quá chừng luôn, cái màu hồng. Nếu mà ai thích cẩm thạch lá như vậy thì trong lô có bán một chậu như vậy, họ bán nhiêu ta? Một chậu là 27 đồng cô chú ơi. Chậu này nó sum xuê lắm. Cô chị lấy xuống cho mọi người xem nha. Ồ, quá chừng luôn. Cái màu đẹp thiệt đó chứ. Quá chừng đu đủ với ổi dưới đây à cô chú ơi. Họ có bán cây chuối nhỏ nhỏ dễ thương quá. Nếu mà ai thích trồng chuối mà lấy lá thì cây này có mười mấy đồng cũng rẻ. Ồ, mấy cây đu đủ này cũng to ghê. Đu đủ quá chừng cơ to. Bên vàng bên đây là mấy cây ổi. Có nhiều cây thấy cũng khỏe lắm. Không biết cô chú các bạn có bao giờ mua ổi ở Home Depot cái hiệu này không? Không biết có nó ngon không, mình chỉ quay cho cô chú xem ổi màu hồng nha cô chú. Ổi hồng. Nó có cái bảng màu hồng ở đây luôn. Cái hiệu của nó dễ thương quá. Cái này là cái nursery họ bán ra. Nếu mà các bạn cô chú nào mà có trồng cái cây ổi này, mà ổi hồng này á, ổi ruột đỏ này á, cho mình biết nha, coi có ngon không. Đây là cái tên của nó là cô chú các bạn ơi. Ngoài ra có họ bán ổi đó, họ còn bán thêm mấy cái cây cây sơ ri Việt Nam á, gò công á cô chú. Cái hình về không đúng nha cô chú, cái lá này là sơ ri Việt Nam rồi đó. Đây là cái tên của nó đây, chậu này cũng rẻ quá, 14 đồng. Còn cây đặt đây, cây này là cây olive
Hôm nay mình cứ nghỉ lễ Labor Day thì họ bán, họ sale đất. Ồ, mình thấy họ có sale đất nhưng mà loại khác cô chú, để qua đó xem coi họ sale có gì nha. Ồ, đi ngang qua đây hoa đẹp quá. Ồ, cái màu đỏ này đẹp quá. Họ bán cái chậu này 27 đồng. Ồ, màu đẹp quá. Mình nhớ mấy cái hoa này ở Việt Nam. Ồ, mình thấy có mấy cây vả to lắm. Mọi người ơi, cái cây này nó cao cũng 4 feet. Cây vả này 80 đồng cho cây to như vậy. Ok, để mình coi họ sale đất gì bên đây. Ồ, đất garden soil. Nếu mà cô chú cần cho trồng hoa với lại rau á, họ bán 3 bịch như vậy là 10 đồng. Cái bao nó như vậy nè cô chú mọi người. Hiệu Star Green nha. Họ có phân, cái bịch này có phân trong đây luôn. 0.5, 0.05, 0.04, 0.03. Và được 9 tháng, có phân trong đây được tới 9 tháng rồi. Cái phía sau này thì những cái cây mà họ sale hoặc là nhìn nó buồn buồn á, rồi họ bỏ ra bán rẻ lắm nha cô chú. Cô nghĩ là 50% luôn á. Nếu mà ai mà muốn mà đem nó về dưỡng nó lại á, thì mình ra phía sau đây mình mua, mình cứu mấy cây này. Chứ họ không bán không được, họ bỏ uổng quá. Ở đây cũng có cây bông giấy, họ cũng sale dưới đây nè cô chú. Hay là có ai bỏ sai chỗ ta? Ồ dạ, họ sale 50% đâu cô chú. Cái nào mà có gạch ngang đây là hình như là bớt 50% á. Là còn có mười mấy đồng một chậu này thôi. Ở bên đây mình thấy họ cũng sale cái phân mà cho cây á cô chú. Cái hộp như vậy á, họ bán sale còn 13 đồng 98. Giá cũ là 17 đồng 98. Nếu mà ai cần thêm cái phân này để mà tưới cho cây cách 2 tuần tưới một lần á, rồi pha nước tưới, thì họ đang sale cái phân đó. Bây giờ là đầu tháng 9 cho nên Lowe's đem về rất là nhiều hoa cúc. Thì mình sẽ quay nhanh cho cô chú xem hoa cúc với lại những cái đủ màu khác nhau, màu trắng, màu vàng, màu cam. Họ bán là hai chậu như vậy là 10 đồng. Chậu cỡ vậy nè, cô chú các bạn. 5 đồng một chậu nha. Có mấy cây cúc bên kia nó nhuyễn đẹp quá chừng luôn. Nó đang bắt đầu nở. Yeah, thì mình chỉ vô đây quay nhanh cho cô chú xem họ bán mấy cây mà ổi với lại đu đủ với lại mấy cái cây sơ ri đó. Thì hàng nó mới về, giá cũng ok. Nếu mà cô chú cần thì cứ ghé lâu chơi, nhìn mấy cái hoa cúc này cũng thấy vui rồi. Và Vicky chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành và Happy Labor Day. Bye bye.